Cinema. Ngày hôm nay thì Phước cùng với Leo sẽ giới thiệu cùng tất cả quý vị và các bạn một bộ phim mới ra rạp, đó chính là phim Găng Tay Đỏ của đạo diễn Nguyễn Tuấn Anh. Bộ phim này thì quy tụ khá là nhiều diễn viên, phải là đặc biệt là diễn viên tên tuổi đúng không? Như là Lan Ngọc nè, Quang Sự nè, Hiếu Nguyễn. Đúng rồi. Lan Ngọc thì hiện tại rất là nhiều phim đúng không? Mình vừa xem phim Tấm Cám của Lan Ngọc, đúng rồi. Cũng có Lan Ngọc xuất hiện thì mình cũng muốn xem bộ phim này để xem Lan Ngọc diễn như thế nào. Ngoài ra thì chúng ta lại thấy được là có sự tái hợp của những diễn viên nhí, và đặc biệt có một cô diễn viên nhí mà Cam Phước rất là yêu thích, đó chính là Thành Mỹ. Thành Mỹ đúng rồi. Trong bộ ba diễn viên nhí chúng ta đó là Trịnh Vinh, Thanh Mỹ và Trọng Khương. Mùa ba trong bộ phim tôi thấy hoàn toàn sai cũng sẽ đạt được phim này, thì đây cũng là một yếu tố khiến Lan và Phước đến xem bộ phim này. Và một điều đặc biệt hơn nữa đó là chúng ta thấy được là Ninh Dư Lan Ngọc có một bước bứt phá rất là nhiều khi mà cô nhận những cái vai diễn mà gọi là những là mạnh mẽ cá tính. Vai này là đó là vai đại nữ, thì các bạn biết là cô đã chia sẻ trong phim á là cô đã bị gãy chân khi đóng bộ phim này. Đó là một sự hy sinh đúng không? Đúng rồi, đó là cái điều mà hối hận nhất trong đời của Ngọc khi mà Ngọc đã thực hiện cái cảnh đó, bởi vì xe tải thắng không kịp, và cái thứ hai nữa là Ngọc không thể bẻ lái kịp, nên thành ra là đầu xe tải đâm thẳng vào Ngọc luôn. Người Ngọc lúc đó cong vòng úp lại và cái chân Ngọc cũng cong ngược lên luôn. Mọi người mà có thể nhìn thấy cái cảnh đó thì thấy giống như là cái lưng của Ngọc nó bẻ gãy đôi vậy nè. Và bộ phim Găng Tay Đỏ này thì làm cho tôi cảm thấy rất là háo hức để xem có những cảnh đánh đấm, và mọi người sẽ trông chờ rất là nhiều trong cái phim này. Mình cũng xin nói thêm là Phước đây cũng là chính là một diễn viên, nên là khi anh này xem phim thì anh sẽ có những cái góp ý rất là đúng đúng không? Mình sẽ là một diễn viên nên là người học hỏi được nhiều đúng không? Nhưng mà Phước sẽ nói về những cảm nhận của mình về phim thôi, nói nhiều quá chắc không có giống đạo diễn nào mà nên là Phước. Và bây giờ là trước khi mình chia sẻ được những cái chi tiết, những cái về phim thì chúng ta phải vào rồi để xem coi như phim này hấp dẫn thú vị như thế nào nha. Rồi, các bạn nhé, hai anh em mình sẽ đi xem bộ phim Găng Tay Đỏ. Bye. Nhưng mà không sao, có lẽ chúng ta sẽ nói một chút về phim này. Dạ vậy chắc là hả? Không nói luôn. Biết đúng không? Leo thì cảm nhận thế nào về phim này? Nói chung thì trong khán giả diễn viên thì mình chỉ thích anh Hiếu Nguyễn thôi. Mình thấy trong phim đó anh diễn đẹp nhất. Còn Ninh Dương Lan Ngọc thì thực ra trong phim này cũng hơi nhạt thôi. Ví dụ cái vai này không hợp với Lan Ngọc cho lắm. Nói một câu vui vui như thế này, Phước thì cực kỳ thích ba diễn viên, đó chính là Thanh Mỹ, Trịnh Vinh và Trọng Khang. Không, thật sự nếu mà nói Trịnh Vinh cũng không đúng, thì trong ba này Trịnh Vinh xuất hiện rất là ít, không, tao nghĩ là không có ít mà nó chát, giống như Thanh Mỹ thôi. Chứ bây giờ mình xuất hiện quá nhiều, ví dụ như mà thôi bỏ qua đi, mình cũng không nên mình không nên nói quá nhiều về vấn đề này. Thứ hai nữa thì đây là một bộ phim hành động và mọi người thường hay trông chờ vào những pha đánh đấm cũng như là rượt đuổi, nhưng mà có lẽ là quá ít. Phước cảm thấy thiếu về hành động rất là nhiều. Cái lý do mà để đưa lên cái tên Găng Tay Đỏ thật ra nó cũng không hợp lý cho lắm, nên mình cũng không thích cho lắm. Thế Leo thì sao? Găng Tay Đỏ bây giờ mình nói về cái kịch bản đi ha. Kịch bản thì nó cũng hơi rắc rối, nói chung là cái nó vừa nhạt nó vừa khó hiểu. Có lẽ là không có sao.
bây giờ nó lẫn lộn quá. Nói những cái ưu điểm của phim đi. Ưu điểm của phim hả? Tôi cảm nhận như thế này, là như là phim Găng Tay Đỏ, các diễn viên thật sự thì chưa có hợp vai cho lắm. Nó cứ bị trên trên như thế nào, mọi người cứ phải gồng lên để cho hợp vai. Thiếu Nguyễn nó hợp vai nhé. Thiếu Nguyễn hợp vai. Chú Hoàng Sơ nó cũng không có hợp vai trong phim cho lắm. Chú thì nghĩ hợp với những vai hiền hiền hơn. Thật sự là rất là mắc cười với một vai trong phim này. Vai gì? Trang Pháp. Thôi chị Trang Pháp cũng không tính, là chị chỉ xuất hiện vai khách mời thôi. Là sang, nhưng mà thật ra trong cái phim á, cái bài hát Dấu đúng không? Của chị Trang Pháp có bài hát vô phim rất là hay. Mà nhưng mà thật sự ra thì khi mà Trang Pháp vào phim này thì rất là ổn. Đúng không? Thôi rồi bỏ qua chị Trang Pháp. Nói chung mình cũng không có đánh giá nhiều về những diễn viên trong phim này. Nói chung là cảnh quay đẹp nhưng mà số lượng cảnh quay đẹp rất là ít. Chính xác là như vậy. Rồi những cái chuyện cảnh không hợp lý cho lắm. Chuyện cảnh là bị hụt phần. Chuyện cảnh làm cho mình cảm thấy mình không có bắt nhịp được với lại phim. Thứ nhất là chuyện cảnh làm cho mình cảm thấy như là bưng một cái qua. Tại vì ở trong phim cố ý chuyển cảnh giữa hai nhân vật, đó chính là Linh Chi và nhân vật của Linh Dương Lan Ngọc. Thì nhưng mà thật sự hai nhân vật này bây giờ đây lắm, nhưng mà tình chuyển cảnh bây giờ cảnh cũng muốn lại lô cảm nhận về cái vai của Linh Chi. Nói chung là Linh Chi là diễn viên mới thì mình không có đánh giá nhiều được, đúng không? Không nói về khả năng diễn xuất rồi, nhưng mà có vẻ là thì tác diễn của Linh Chi khá nhiều nhiều hơn cả Lan Ngọc, do Linh Chi là diễn viên mới mà đất diễn lại nhiều, suy ra phim nó sẽ nhạt. Đây là một chút cảm nhận của Phước và Leo về phim Găng Tay Đỏ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe ý kiến của khán giả khi mà xem phim Găng Tay Đỏ các bạn nhé. Chào mừng tất cả bạn đã đến với chương trình Moto Cinema. Và ngày hôm nay thì Cao Thương Phước sẽ xem ý kiến của khán giả về sau khi xem xong một phim sẽ có những cảm nhận như thế nào về phim này các bạn nhé. Phim Găng Tay Đỏ. Chào bạn có thể giới thiệu tên của mình được không ạ? Mình tên là Hiếu. Đây là bạn Hiếu, cũng vừa xem xong một phim Găng Tay Đỏ. Và xem cảm nhận của Hiếu về một phim Găng Tay Đỏ như thế nào? Phim này theo mình chấm điểm cho nó thì sẽ gọi là hay, bởi vì nó có sự đổi cuốn trong phim. Khi mình hành động nhiều cũng không hay trong bộ phim. Quan trọng là cái sự vững chắc, cái cốt truyện nó có gắn bó trong bộ phim hay không. Nhưng mà cái phim người con trai làm công an với cô gái. Bạn có cảm thấy tiếc khi mà đây là một bộ phim hành động nhưng lại không có những pha hành động nhiều mà nó thuộc về tình cảm, thuộc về ngôn tình chút xíu, bạn thấy tiếc về những cái nếu bộ phim này cho hành động nhiều hơn một chút thì sẽ hay hơn. Cảm xúc vui vui có, buồn có, nói chung là đang xen lẫn lộn với nhau. Và một vấn đề nữa đó chính là theo cảm nhận của mọi người thì phim Găng Tay Đỏ có một chút gì đó chưa tới, hay là một chút cảm xúc, hay là một thiếu một chút gia vị gì đó thì nó sẽ hoàn hảo hơn. Ngày lễ rồi thì mọi người có thể đến rạp để xem Găng Tay Đỏ và ủng hộ cho phim. Và sau này sẽ mong có nhiều kịch bản tốt, nhiều phim hay hơn nữa, chất lượng hơn nữa gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Và một bộ phim mà Phước sẽ rất là trông chờ vào dịp tới đó chính là phim Cô Hầu Gái, được ra mắt vào ngày 16 tháng 9 năm 2016. Và bây giờ thì Phước chúc cho tất cả mọi người luôn luôn vui vẻ, tươi trẻ và thật nhiều hạnh phúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn
có thể truy cập vào YouTube và bấm vào kênh Leo Media. Có rất là nhiều cái chương trình rất là thú vị và hấp dẫn ngoài chương trình OTT Cinema. Thì chúng ta còn có những chương trình khác về thời trang, âm nhạc, ẩm thực và điện ảnh nữa. Thì các bạn sẽ thỏa mắt và biết được nhiều thông tin hơn. Thì mong là các bạn sẽ đăng ký và ủng hộ kênh YouTube của Leo Media các bạn nhé. Và bây giờ thì các bạn xin chào và hẹn gặp lại.